Bạn muốn có cơ hội nhận học bổng từ 30 đến 100%, muốn gặp gỡ đại diện các tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới, các trường phổ thông trung học, đại học danh tiếng của Anh, Úc, Mỹ, Canada, Singapore, Pháp tại Việt Nam, hãy đến với Sunlight Việt Nam trong triển lãm thế giới du học, thời gian từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 27 tháng 3 2015 tại Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nhật, Trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline Sunlight Việt Nam 04 3722 4878. Sunlight Việt Nam chuẩn bị cho bạn một tương lai tươi sáng.